Và kính thưa quý vị, người dân Ấn Độ đắm mình trong nước linh thiêng nhân lễ hội mặt trăng. Tin từ Ấn Độ, hàng ngàn người dân ở Ấn Độ đã bất chấp cái lạnh để ngâm mình trong làn nước của sông Hằng và sông Yamuna nằm tại các thị trấn của miền Bắc Ấn Độ như Gamukeshwar, Ayodhya và Allahabad nhân dịp kỷ niệm lễ hội mặt trăng có tên là Kartik Purnima. Các tín đồ của Ấn Độ giáo đã tập trung bên bờ sông Gangam, Sangam. Các tín đồ của Ấn Độ giáo đã tập trung bên bờ sông Sangam, nơi hợp lưu của sông Hằng, sông Yamuna và dòng sông Thánh Saraswati để ngâm mình trong làn nước thiêng và rột cửa tội lỗi của bản thân. Vào buổi đêm trước ngày lễ Kartik Purnima, những khu trại hành hương đã được dựng lên dọc theo bờ sông và các tín đồ bắt đầu trang trí cho hai bên bờ bằng những chiếc đèn đất. Người dân tại Ấn Độ tin rằng ngâm mình trong những con sông thiêng sẽ giúp họ rột rửa tội lỗi và cảm thấy thanh thản hơn. Trong tiếng Ấn, Haridwar còn được hiểu là cửa ngõ của các vị thần. Theo truyền thuyết kể lại, thành phố Haridwar nằm ở chân núi của dãy Hy Mã Lạp Sơn, là nơi mà một trong số 4 giọt cam lồ bất tử đã rơi xuống trái đất sau khi bị thất lạc trong cuộc đại chiến giữa các vị thần và ma quỷ. Trong lễ hội mặt trăng ở Ấn Độ, Ganga Aarti là một sự kiện vô cùng quan trọng chỉ được tổ chức vào buổi tối. Tại đây, người ta sẽ thắp sáng hàng ngàn chiếc đèn lớn và cầu nguyện theo sự hướng dẫn của các thầy tu.